Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hạnh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình đăng tải. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, lọ đồ chi ngưu tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2023. Được bề trên nâng bước, thần tài mở lối, gặp thời đổi vận, hóa hung thành cát, cải biến vận mệnh mà ăn nên làm ra, làm ăn túng lớn, trúng số liên tiếp, đổi vận giàu sang, tiền vàng nhét chật ghét. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nam nữ mạng. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ, bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, phú quý, xương con trâu, tướng tinh con đười ươi, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Người tuổi Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt mục tiêu ra, họ sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người tuổi Tân Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt nịnh bợ người khác, thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy, người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch họ đang làm gì. Tuổi Tân Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi Tân Sửu lại bị tuột mất cơ hội, họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Tân Sửu luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, tuổi Tân Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Tân Sửu đại diện cho sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến tuổi Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự kiên định đó khiến tuổi Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ tính toán của bản thân mình. Tuổi Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc, họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Tuổi Tân Sửu ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc, tuổi Tân Sửu làm việc một cách trình tự khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất, với con mắt tinh tế nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc tuổi Tân Sửu khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu,
bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi Tân Sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ hoài bão chinh phục được thành công, tuổi Tân Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận, đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của tuổi Tân Sửu. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm khó khăn, thử thách, thì tuổi Tân Sửu vẫn ung dung, hiên ngang toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người tuổi Tân Sửu, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng có. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy, đôi khi cuộc sống của những người này thật nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi Tân Sửu dù không lãng mạn mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm, khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra tuổi Tân Sửu che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã khó khăn, họ cũng cần được quan tâm an ủi chăm sóc. Lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tuổi Tân Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ dũng cảm, nhưng tuổi Tân Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm, họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng cao sang. Đối với tuổi Tân Sửu, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ, dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng được bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi Tân Sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi Tân Sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai tuổi Tân Sửu cũng coi là những người tri kỷ thật sự. Trong cuộc đời tình duyên của người tuổi Tân Sửu, thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi Tân Sửu, chung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Tân Sửu đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn mong muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu luật lệ của mình. Tóm lại, cuộc đời tuổi Tân Sửu có nhiều may mắn, đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào chung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Số hưởng thọ trung bình, từ 76 tuổi đến 82 tuổi, những người sống lương thiện, tích phúc, tích đức, làm nhiều chuyện tốt sẽ được gia tăng tuổi thọ. Theo luận giải tử vi cho thấy, so với tử vi những tháng trước, vận khí của tháng 10, 11, 12 âm lịch năm Quý Mão 2023 được đánh giá là có những khởi sắc rõ ràng hơn hẳn, thế nhưng mà có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, quý mệnh vẫn chú trọng sự ổn định thì hơn. Đây là thời điểm cuối cùng trong năm, sự nghiệp bán cát bán hung, có được các tinh che chở, nhưng cũng không ít hung tinh rình rập và gây ra điều tướng thị phi. Bất cứ lúc nào chính vì thế bạn nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình nhé, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Về tiền bạc, phương diện này được cho là có nhiều điểm sáng, tích lũy nhiều tiền của, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, thì lúc này cũng hứa hẹn có được nhiều nguồn thu nhập đổ về. Chính vì thế các mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu mà không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Tình cảm do ngũ hành xung khắc, lại bị hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, nên các mối quan hệ nhìn chung khá ảm đạm. Điềm báo là có sự rạn nứt nghiêm trọng, có thể dẫn đến việc đường ai nấy đi, ly hôn, còn người độc thân khó có cơ hội cải thiện hiện trạng. Sức khỏe trong thời gian cuối năm này có nhiều sao xấu tọa mệnh gây hung hiểm cho sức khỏe, chính vì thế bạn đi đứng thận trọng, kẻo gặp tai nạn bất ngờ nhẹ thì bị thương ngoài da, chảy máu, nghiêm trọng có thể về động chạm dao kéo. Vậy, chi tiết các phương diện cuộc sống của tuổi Tân Sửu,
sinh năm 1961, trong 3 tháng là tháng 10, 11 và 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 sẽ như thế nào? Đầu tiên là về mặt sự nghiệp. Tuổi Tân Sửu may mắn không gặp phải hình khắc, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong thời gian này không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc ắt bạn sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động, biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do Tân Sửu chỉ cần chú tâm và gắng sức hết mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó nếu mà đang cầu chức, lúc này bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, người mang tâm lý an nhàn ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ DEO đều, không tăng không giảm, nhưng cứ nếu đó là một lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng cả. Cần đặc biệt lưu ý, 3 tháng cuối năm Quý Mão, thiên can Quý Thủy, xuất hiện thiên quan chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, không những ít sự đồng hành hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiến rèn pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài, do đó thời gian này nếu Tân Sửu mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc. Quý mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn, công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tỉnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, tự mình gây ra sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là quý mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, thì tử vi năm 2023 nhận định về phương diện tài lộc tài chính của tuổi Tân Sửu, tháng 10, 11 và 12 âm, nhìn chung được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên. Điều này giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Còn thứ tài trong thời gian này sẽ là nguồn thu chủ yếu của quý mệnh, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Quý mệnh lúc này càng xông xáo càng có sự chủ động trong mọi việc, càng dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá dỡ giới hạn của chính bản thân thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm đấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế đó, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Chính vì hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao hợp tác làm ăn mong manh. Nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ gây đổ vỡ, mà ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài, đặc biệt là quý mệnh cần đề cao cảnh giác vì những kẻ lừa đảo. Người kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh, để giữ được lợi thế của mình bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ, vừa điều chỉnh cho phương án, kế hoạch phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai trong lĩnh vực tài chính bán hàng bất động sản cần chú ý theo dõi biến động của thị trường, tránh tình trạng vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về mặt tình cảm, gia đạo, thì 3 tháng cuối năm được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Tân Sửu, thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, quý mệnh lúc này hoàn toàn có thể đối mặt với đổ vỡ và chia ly. Đây là năm ngũ hành quý mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn. Đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng mà khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không muốn ai là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến cho đôi bên khó chịu, ấm ức trong lòng. Tình cảm này vốn chẳng hề dễ dàng, nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thả cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn được tình hình. Trong khi đó các cặp đôi đang yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, mà sinh ra nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ, lời khuyên cho quý mệnh là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Lại thêm hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở, là cô thần chớm mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình.
Chính cô thần khiến dù trong năm Quý Mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài, nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới, từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập, phiền muộn, nhân duyên chưa kịp nở đã tàn. Nhìn chung thì những trục trặc ở phương diện tình cảm trong 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023 này của tuổi Tân Sửu đa phần đều xuất phát từ chính bạn, do đó lúc này bạn nên điều chỉnh lại bản thân nhé. Hãy cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren, tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất có thể mới bền vững và lâu dài. Về mặt sức khỏe, bước sang 3 tháng cuối năm, tháng 10, 11 và 12 âm lịch năm 2023, tuổi Tân Sửu bị hung tinh Thiên Cẩu hoành hành, cho nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay là thanh niên trai tráng, trẻ nhỏ, đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt và công việc. Đặc biệt là sức ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng, pháp luật mà còn gây va quẹt bất ngờ khó lường về sức khỏe và va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Chính vì thế Quý Mệnh cần hết sức phải cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc là môn thể thao mạo hiểm. Tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, Quý Mệnh nảy sinh tâm lý cô đơn buồn tủi, khiến cho tinh thần sa sút nhiều nỗi lo phiền, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém hoặc là sợ vận động cân nặng vì thế tăng giảm bất thường. Trong năm thì tuổi Tân Sửu cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không việc gì phải giữ kín trong lòng, rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Quý Mệnh ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân mà cũng nên quan tâm hơn tới tình hình thân thể người thân. Nếu mà trong nhà có người dễ ốm đau, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng của bệnh. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang vượn phận dành riêng cho Tân Sửu tháng 10, 11 và 12 âm lịch như sau. Vận trình tử vi tháng 10 âm lịch. Theo tử vi tháng 10 tuổi Tân Sửu âm lịch, tuổi Tân Sửu được khuyên nhanh tập trung phát triển sự nghiệp trong tháng này. Bởi những tín hiệu tử vi trong tháng cho thấy đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Quý Mệnh lúc này sẽ có khá nhiều việc phải làm, bao gồm việc hoàn thiện các kế hoạch dang dở, cũng như đặt ra một lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng hơn trong tương lai. Những tín hiệu tử vi trong tháng Nguyệt Lệnh Lâm Quan và Tỷ Kiên khuyến khích, khuyên bạn nên dành phần lớn sự tập trung của mình cho sự nghiệp ở thời điểm này. Đây sẽ là một giai đoạn quan trọng cho chặng đường phát triển trước mắt của bạn. Nếu làm tốt, bạn cũng có thể xây dựng được nền tảng vững mạnh, tương lai bớt phần vất vả. Khối lượng công việc tăng lên là điều khó tránh, nhưng tốc độ cũng không quá gấp gáp, cho nên bạn có thể làm một cách chậm mà chắc, làm tới đâu hoàn thiện tới đó. Hạn chế tình trạng đủ đỉnh làm mỗi thứ một chút rồi bỏ đó, cuối cùng việc gì cũng dở dang, kết quả cũng chưa thấy đâu. Những chú trâu sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân. Cộng thêm sự linh hoạt và xông xáo trong công việc, bạn sẽ phải luôn nỗ lực không ngừng, kiên nhẫn học hỏi, mở rộng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm. Có như vậy thành công mới nhanh đến. Chẳng những vậy, tinh thần làm việc càng hăng say, đầu óc mở mang, có nhiều ý tưởng, sáng tạo nhiệt tình. Bạn lúc này hoàn toàn có thể đạt được thành tích bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn bạn sẽ gặt hái trái ngọt xứng đáng. Lưu ý tháng này, các dấu hiệu tích cực mới xuất hiện ở dạng tiềm tàng, cần thời gian và sự nỗ lực của bản thân mới có thể biến cơ hội thành hiện thực. Thành công không đến một cách dễ dàng, mà phải trải qua cả một quá trình phấn đấu lâu dài. Bạn nên làm việc hết bằng trách nhiệm và sự quyết tâm của mình. Những liên hệ xã hội cũng sẽ rất hữu ích với bạn trong tháng 10 âm lịch này. Sao Bách Việt xuất hiện thúc đẩy nhân duyên, giúp các mối quan hệ hòa hợp, tốt lành. Nhờ đó Ất Tỵ có thể nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối. Điều này sẽ giúp cho bạn bám sát mục tiêu. Chính vì thế bạn hãy cứ làm việc chăm chỉ hơn, bởi bạn còn có tiến bộ hơn nữa nhé. Luận giải tử vi tháng 10 của 12 con giáp âm lịch dự báo, phương diện tài chính của người tuổi Tân Sửu sẽ có xu hướng tăng dần trong tháng này. Tuy nhiên mức độ vẫn còn chưa được coi là xuất sắc, nhưng vẫn giúp cho túi tiền của bạn khá rủng rỉnh, tiêu pha cũng không cần đong đếm quá nhiều. Cùng với công việc hanh thông, thu nhập của Quý Mệnh hứa hẹn khởi sắc, các khoản tích lũy cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn là dựa vào chính tài. Nguyệt Lệnh Lâm Quan đòi hỏi bạn phải có kế hoạch rõ ràng để có thể phát triển lâu dài và ổn định, chứ không nên ăn xổi. Đặc biệt những nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn tới đâu cũng sẽ mang tới lợi nhuận tới đó, và chớ nên há miệng chờ sung, bởi sẽ không có tiền từ trên trời rơi xuống đâu.
Người làm kinh doanh, buôn bán cũng may mắn nhất định, đầu tư có khoản ra khoản vào, có dư để tiết kiệm và xoay vòng kinh doanh, bạn càng xông xáo chịu khó tìm hiểu thị trường thì càng có lợi ở giai đoạn này. Tuy nhiên, bạn vẫn có nguy cơ tiền mất như thường nếu không kiểm soát được thói quen mua sắm, tiêu xài hoang phí quá đà của mình. Hãy nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm cho bản thân đã đặt ra, mặc dù ở thời điểm nào. Trong tháng 10 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Tân Sửu có sự thay đổi tích cực nhờ sao Bách Việt mang nhân duyên tới. Tháng này được đào hoa dẫn lối, dù là người có đôi hay người độc thân đều có những trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm. Đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại sau những ngày xa cách, hiểu lầm, trách móc trước đó. Trong quá trình bên nhau sẽ có lúc đôi bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã, nhưng sau mỗi lần như thế cả hai thêm hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tình cảm cũng vì thế mà thêm phần gắn kết, rất có thể trong thời gian gần sắp tới này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Vận đào hoa của người độc thân càng ngày càng vượng, đây là cơ hội tốt cho những ai đã có sẵn được đối tượng thầm mến trong lòng. Nếu quý mệnh đang thích một ai đó thì cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi, hạnh phúc cũng cần phải dũng cảm theo đuổi mới có được. Vận trình sức khỏe tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Sửu có nhiều chuyển biến tích cực hơn, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đừng vì thế mà những chú trâu lơ là việc chăm sóc sức khỏe. Quý mệnh lúc này cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện thể chất để thể trạng luôn sung sức. Tốt nhất nên sắp xếp thời gian để tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể sẽ tốt hơn, vừa nắm được trạng thái sức khỏe lại thêm phần an tâm với người đang gặp sẵn vấn đề về sức khỏe. Khả năng hồi phục bệnh tình cũng rất tốt nhờ sự quan tâm chăm sóc của các thành viên trong gia đình. Về cẩm nang vượng vận tháng 10 âm lịch, quý nhân là tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và Mùi, màu sắc may mắn là đen và xanh lá, con số phát lộc là số 98 và số 74. Tiếp theo là tử vi tháng 11 âm lịch 2023. Tử vi tháng 11 tuổi Tân Sửu âm lịch được dự đoán là quý mệnh sẽ có khá nhiều việc phải bận tâm trong tháng này. Khi tiếp tài xuất hiện đôi khi đứng trước một sự việc co đen chưa rõ ràng thì bạn đừng vội kết luận nhé. Một số người thi thoảng có cảm giác kiệt sức, có thể gây ra một số mâu thuẫn với đồng nghiệp, trong công việc hoặc sự áp đặt của cấp trên khiến cho bạn mệt mỏi, chán nản, không muốn đi làm nữa. Tuy nhiên mọi thứ không hề tệ như bạn nghĩ đâu, nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì. Xung quanh bạn luôn có thể hiện hữu những cơ hội tiềm năng, quan trọng là bạn biết nắm bắt và tận dụng các thế mạnh của mình. Ảnh hưởng của đế vượng nên bạn quá kỳ vọng vào điều bản thân có thể làm được, thực tế là bạn đã làm rất tốt rồi. Thế nên đừng tự trách bản thân nữa nhé, chỉ là bạn đang cố gắng so sánh thành tích của mình với người cao hơn mà thôi. Tháng 11 âm này thì phương diện tài chính của Tân Sửu sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết, khiến cho bạn cảm thấy thoải mái tự tin hơn trước rất nhiều. Nếu đã có dự định mua một món đồ nào thì đây là thời điểm khá thích hợp cho bạn đấy. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc giá cả và xem xét trước khi đưa quyết định để tránh lãng phí tiền bạc. Tháng này đế vượng cũng khá tốt cho đường quan lộc, nhất là những ai chăm chỉ không ngại khó khăn, chịu khó để vươn lên hoàn cảnh của mình. Tìm ra những giải pháp tích cực nhất có thể, cải thiện thu nhập bằng những khoản thu từ nhỏ đến lớn. Khi công sức được công nhận, có thêm tiền bạc để nâng cấp cuộc sống và giúp đỡ cho mọi việc, mọi người xung quanh, con giáp Tân Sửu càng thận trọng và tính được giá trị sức lao động của mình hơn. Tháng 11 âm lịch, tin vui là vận trình tình cảm của Tân Sửu có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của quý mệnh. Các cặp đôi thời gian này gia tăng sự thấu hiểu, ai cũng cố gắng, chia sẻ lắng nghe nhiều hơn để cùng nhau cải thiện mối quan hệ, giúp cho tình cảm ngày càng đi lên. Tháng này bát bạch bay về phương Đông Nam, chính vì thế quý mệnh dễ có những chuyện vui, nhất là về đường tình duyên, có thể sẽ gặp được người mình thầm thương. Người độc thân đã có thể thoát ra khỏi tình trạng buồn phiền của mối quan hệ cũ, sẵn sàng cho những dự định mới tốt đẹp hơn. Những cặp vợ chồng thời gian này được đôi bên con cái hiểu nhiều hơn. Cả hai không chỉ cùng nhau đi qua thăng trầm của cuộc sống, hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc, chăm sóc con cái, gia đình nội ngoại hai bên. Quý mệnh có nhiều thay đổi, lúc lên lúc xuống, khó có thể dự đoán được. Khi có cảm giác mình đang khỏe mạnh, cũng không được chủ quan. Cho nên bạn cần tránh xa các hoạt động quá sức, ngay cả trong việc tập luyện, đừng đột ngột để nâng cao độ khó khi mà bạn chưa đủ thời gian để thích nghi. Chỉ nên cố gắng một chút thôi, nếu cố gắng thể hiện nhưng khả năng chưa tới thì bạn lại nhận hậu quả về sức khỏe, điều này không nên một chút nào cả. Ảnh hưởng của Thái Tuế, không thể xem thường có điểm báo bất cẩn trong việc di chuyển, để hạn chế việc tai nạn có thể xảy ra thì quý mệnh nên luôn tỉnh táo khi điều khiển xe cộ. Thời tiết tháng này khá khó chịu, bạn cũng phải bận lòng vì sức khỏe của con trẻ,
hoặc người lớn tuổi trong gia đình, cố gắng chuẩn bị cho họ những bữa ăn đủ chất nhé. Về cẩm nang vượn vận tháng 11 âm, quý nhân là tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Mão và Mùi, màu sắc may mắn là màu vàng và co, con số phát tài là số 86 và số 24. Cuối cùng là tử vi tháng 12 âm lịch 2023. Tháng này Tân Sửu âm lịch, những khó khăn trước mắt không phải là vấn đề đáng ngại, với người nhiều kinh nghiệm họ sẽ xử lý mọi việc một cách nhanh chóng chính. Vì thế bạn đừng lo lắng quá nhiều, nhờ thiên ấn nâng đỡ nên cuối cùng công việc của quý mệnh cũng sẽ hanh thông thuận lợi ngay thôi. Quý mệnh ít nhiều đã phải tự vấn về giá trị của bản thân trong suốt những tháng gần đây và có thể cơ hội cao là câu trả lời sẽ đến với bạn trong tháng 12 này. Tứ lục bay về phương Tây Nam cho thấy nguy cơ tai tiếng bùa vây, họa và miệng, cho nên lúc nãy bạn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Một số người muốn trở thành trung tâm thông qua những sự kích động mà họ mang lại trong nhóm. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải thận trọng với những lời khiêu khích của họ, chưa chắc là tích cực nếu bạn hưởng ứng lâu dài. Thay vì nghe theo lời của ai đó một cách dẫm dắt mà không suy nghĩ, băn khoăn gì, thì lúc này, quý mệnh nên hiểu rõ một điều rằng mỗi người nên có một quan điểm, chính kiến riêng, nhờ thế cuộc sống của bạn mới có thể độc lập được. Hãy đặt câu hỏi trước những yêu cầu đòi hỏi mà đối phương dành cho bạn. Tháng 12 âm lịch này, Tân Sửu đang muốn tập trung để cải thiện tình hình tài chính và khi bạn càng tìm hiểu, bạn càng tò mò hơn về cách người khác làm giàu. Bạn rất muốn học theo cách tư duy khác lạ so với người thông thường và chính điều đó đã khiến cho họ trở thành người thành công. Việc làm theo vẫn là điều khó khăn với con giáp tuổi Tân Sửu, nhưng trong lòng của bạn đầy sự quyết tâm, không chỉ học hỏi mà chính bạn cũng muốn thực hành và hứa hẹn. Nhờ các tinh trợ lực cho nên bạn nảy sinh nhiều ý tưởng thú vị, vừa táo bạo vừa áp dụng lý thuyết vào trong thực tế, cải thiện túi tiền của mình. Song bạn cũng nên xác thực độ khả thi trước khi tiến hành hiện thực hóa chúng nhé. Hơn nữa, việc mới bước vào lĩnh vực đầu tư không tránh khỏi việc thất bại. Lúc này bạn hãy xem đó là kinh nghiệm đáng quý cho những lần sau nhé. Hơn nữa, bạn nên lưu ý là phải đi từ lớn đến nhỏ, chứ đừng quá tham lam khi mà kiến thức của bạn còn quá ít ỏi. Nguyệt lệnh lâm quan cho thấy tuổi Tân Sửu tháng này khá rõ ràng giữa vấn đề lý trí và tình cảm. Dường như vấn đề công việc tiền bạc của bạn khiến phần nào bạn trở nên chai sạn đi ít nhiều. Nhất là nữ giới, bạn đang quá độc lập, lạnh lùng khi cố tình cách che giấu cảm xúc, nghĩ rằng bạn có thể tự lo cho mình, thậm chí là hỗ trợ đàn ông cả ở khía cạnh tiền bạc. Thế nhưng khi người đàn ông ấy nhận ra rằng họ chẳng thể che chở bảo vệ cho bạn, thì tình cảm cũng vì thế mà phai nhạt dần. Ngũ hành xung khắc, dự báo một số mâu thuẫn nổ ra và hai người không còn tìm được tiếng nói chung, có thể bấy lâu nay bạn đã cố gắng đồng thuận với những yêu cầu mà bạn không thích, chỉ để duy trì mối quan hệ này, vì đây chưa phải là thời điểm để bạn có quyết định nên kết thúc hay tiếp tục, nhưng hãy suy nghĩ về nó. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có những dấu hiệu lung lay. Trong khi bạn muốn có một chút thời gian để sắp xếp lại công việc bộn bề để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn là sự quan tâm chăm sóc nhiều hơn, lúc này bạn hãy cố gắng để cân bằng giữa sự chờ đợi của người khác và mong muốn của chính bản thân mình nhé. Sức khỏe của người tuổi Tân Sửu tháng này rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này, chính vì thế bạn nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Không quên tập luyện thường xuyên, người bạn làm việc thiên về đầu óc thường có dấu hiệu mất ngủ, ăn uống không ngon trong thời tiết này. Đó là lý do dẫn đến việc thiếu vitamin, gây bệnh viêm loét miệng, táo bón, chính vì thế bạn cần chú ý hơn về ăn uống bạn nhé. Ngoài ra, người mà đang có vấn đề liên quan tới dạ dày thì chỉ đừng dựa vào thuốc mà bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi. Hầu hết bệnh liên quan tới dạ dày đều do stress căng thẳng mà ra. Về cẩm nang vượng vận tháng 12 âm lịch, quý nhân là Ngọ và Mùi, tiểu nhân là Mão và Sửu, màu sắc may mắn, xanh lá cây và co, con số phát lộc là số 96 và số 69. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.